Vâng, chào anh em ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em cái mẫu máy đánh thiệt. Thì máy này mình bán lâu rồi, bán hơn mẫu mới nên bán hơn năm rồi. Hôm nay mình mới quay clip được. Đây, đây nó máy này nó có 5 chế độ ha. 5 chế độ nhưng mà mình sử dụng một nút thôi, thay đổi chế độ bên trong công tắc này luôn. Ở đây thì nó có đồng hồ hiển thị tần số ha. Đây hai cọc gà vợt. Đỏ là vợt, đen là mát. Này nó có chế độ thả dây luôn. Phía sau này nó có hai quạt. Bật cò bóp. Ok, để giờ mình thử máy cho anh em nghe tiếng máy nè. Đây mình sẽ thử với bóng halogen 1000W. Để mình chuyển về chế độ đầu rồi để các bạn nghe. Đây là chế độ đầu tiên nè. Chế độ đầu tiên. Anh em muốn thay đổi chế độ thì anh em bóp cò giữ cò ha. Xong dặn nhỏ về, xong bật lên. Thay đổi chế độ thứ hai. Chế độ thứ ba cũng tương tự. Chế độ thứ ba. Chế độ thứ tư cũng vậy. Chế độ thứ tư chế độ thả dây thả lỏng. Chế độ thứ năm cũng là chế độ thả dây luôn. Bây giờ mình thử nhiều bóng hơn cho anh xem. Hai bóng, ba bóng. Đây bếp nó còn ba bóng rồi. Còn ba bóng rồi. Thì máy này nó sẽ đánh được môi trường nước ngọt lợ mạnh. Tự động nguồn nước ha. Như là nó sẽ tự động ổn vòng, không có cháy máy. Anh em có thể đánh môi trường nước nào cũng được. Để bây giờ mình sẽ thử tải nặng hơn cho anh em xem ha. Đây mình sẽ lấy một cái đoạn dây điện KDV 216. Thử chập tải cho anh em xem cái độ khỏe của cái máy. Máy đánh mạnh thì anh em có thể chập dây được ha. Quạt thì tự động, anh em nhả cò tầm 30 giây quạt tắt. Giờ quạt tắt thì nhấc cò nó sẽ chạy tiếp. Mình sẽ đốt dây cho bạn xem. Mình để tần số là 50% thôi. Và để mình thử đèn lại ha. Để mình coi đèn lại. Và bây giờ thể tháo bên trong cho anh em xem bên trong ở bên trong nó như thế nào. Thank you.
thuyền ha. Còn mấy mẫu đi bộ thì mình có mấy mẫu nhỏ hơn, cũng tự động nguồn nước luôn, mẫu nhỏ hơn. Còn loại bơm SCG thường đến ngọt thì mình cũng có luôn, loại đó thì mấy trăm ngàn. Máy 16 phép nè, chạy biến áp E60, biến áp lớn nè, tự tải nó giờ nhưng mà phép mát rưỡi, không nóng. Nếu nào quan tâm sản phẩm thì có thể nhắn tin qua số điện thoại mình có để dưới phần mô tả video hoặc qua Zalo, số Zalo số đó luôn. 0934 200 440. Hiếu. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em một ngày tốt lành ha. Bye bye.